Tô Lâm xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ở video ngày hôm nay, Top 5 sẽ gửi tới các bạn 3 màu sắc thuộc dòng xe Exciter phiên bản 1-5 trong hệ thống van biến thiên VV của năm 2024. Đều là những màu sắc rất đẹp và được rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy. Có khen ở 3 màu sắc này trên mẫu xe Exciter cho năm 2024 các bạn nha. Chỉ hơi đáng tiếc một chút là những màu sắc đẹp này lại không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà thôi. Màu sắc đầu tiên các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng. Sau đây thì mình sẽ quay thêm gửi đến các bạn ấy hai cái phiên bản màu sắc nữa là phiên bản màu nâu đen cao cấp và phiên bản màu đỏ đô cao cấp để các bạn có thể tham khảo thêm. Về cơ bản tạo hình của phiên bản năm 2024 đã được Yamaha Moto Việt Nam thay đổi đi khá nhiều, như mão đầu đèn thay đổi này được làm cao hơn với cái điểm nhấn ấn tượng bằng cái tạo hình chữ V các bạn nha. Ốp mặt nạ phía trước của xe cũng được thay đổi đi khá nhiều với hơi hướng thiết kế giống mẫu xe Exciter phiên bản 150 trước đây. Ngang xe và đuôi xe thì vẫn tương tự như phiên bản 1.5 hiện hành đang được bày bán tại Việt Nam chúng ta ở năm 2023 các bạn nha. Phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn nên chỉ được trang bị ngàm phanh bột bít tông, không có cổng sạc và vẫn sử dụng chìa khóa thường mà thôi. Khối lượng của xe chỉ 119kg và mức tiêu nhiên liệu của mẫu xe cũng cực kỳ là ok, 1,91 lít trên 100km. Các bạn có thể nhìn ngang xe cho mình với thiết kế tạo hình rất đẹp. Khối động cơ được tinh chỉnh lại, vẫn là 1.5 phân khối trang bị hệ thống van biến thiên V-Way nhưng sản sinh ra công suất lên tới 17,9 mã lực, nhỉnh hơn 0,02 mã lực các bạn nha so với phiên bản 2023, và mô men xoắn cực đại vẫn giữ ở mức là 14,4 Nm. Rất nhiều bạn muốn rằng cái phiên bản này lên hệ thống phanh chống bó cứng ABS nữa thì cực kỳ ok. Nhưng mình nghĩ rằng rồi, nếu như những phiên bản mà không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy mà trang bị những màu sắc chỉ là cơ bản đơn thuần mà thôi thì chắc chắn ấy, cái sự lựa chọn nó sẽ nghiêng về những dòng xe được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS nhiều hơn. Nên ấy, họ cũng có sự san sẻ giữa các phiên bản với nhau để có cho mình ấy, những cái màu sắc đẹp ưng ý khách hàng có thể quan tâm nhiều hơn. Còn đây các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản cao cấp màu nâu đen, cũng là màu sắc đen bóng các bạn nha, nhưng pha trộn vào đó là những cái mảng nhựa màu nâu, dạng nâu cà phê ấy, để tạo hình ra cho một mẫu xe với cái màu sắc mới đẹp hơn, phong cách hơn. Đây các bạn có thể nhìn chính diện, phiên bản này cũng không được cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS, nhưng được trang bị ngàm phanh 2 bít tông, cổng sạc, chìa khóa thông minh Smart Key, tương tự như các phiên bản cao cấp của mẫu xe Exciter năm 2023 các bạn nha. Tạo hình cũng tương tự, khối động cơ cũng tương tự. Các bạn có thể theo dõi. Nhưng cân nặng của xe là 121kg và chỉ ăn xăng tương đương với phiên bản tiêu chuẩn là 1,91 lít trên 100km. Các bạn có thể nhìn cận cảnh cho mình trên mình luôn với phiên bản này. Khá là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại rồi. Với màu sắc cực kỳ là ưu đãi và hấp dẫn. Phải nói một điều, năm 2024 này Yamaha Moto Việt Nam đã tạo hình ra những cái phiên bản đó là rất đẹp luôn. Đều là những phiên bản thể thao phong cách. Ngoài 3 màu sắc mình quay cận cảnh gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay thì các màu sắc còn lại cũng rất đẹp các bạn nha. Như đây đấy là những cái màu sắc nổi trội, các bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình là nhiều nhất. Màn hình vẫn full LCD này. Các nút chức năng phím bấm trên xe thì vẫn gần như tương tự, loại bỏ nút tắt bật đèn nhưng thay vào đó ấy, là nút tắt bật đèn hazard. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe thì vẫn là kiểu dáng thiết kế tương tự như phiên bản của năm 2023, hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên, vẫn sử dụng bóng halogen các bạn nha, đèn hậu ở chính giữa với sử dụng hệ thống đèn hậu LED. Hiện tại phiên bản cao cấp trong lúc này vẫn đang được bán với mức giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Giá bán hiện tại của phiên bản này là 51 triệu đồng các bạn nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn ấy, màu đen bóng mình quay trước ấy, ở phần trước của video các bạn có thể theo dõi rồi, giá chỉ 48 triệu mà thôi. Nó sẽ được trang bị ít hơn như không có ngàm phanh 2 bít tông, không có cổng sạc và không có chìa khóa thông minh Smart Key. 51 triệu cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Một phiên bản cao cấp màu nâu đen cũng khá đẹp và cuốn hút để các bạn có thể lưu tâm lưu ý lựa chọn chỗ này. Ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe tại Yamaha Mạnh Đạt 1 với địa chỉ cụ thể. Đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe các bạn nha. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý số điện thoại 0983 15422, sẽ đang tư vấn cụ thể về mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 1.5 ở đây. Đây là một phiên bản cao cấp, ngoài màu sắc đen nâu này ra, nó sẽ được trang bị thêm một số những cái màu sắc cũng khá đẹp nữa, như phiên bản màu xanh đen này,
hay phiên bản màu đỏ đô. Đỏ đô thì mình sẽ quay tiếp gửi đến bạn cùng tham khảo ở phần tiếp theo của video các bạn nha. Các bạn nhìn ở phần đầu xe này quá đẹp luôn, rất ấn tượng. Đem đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho các bạn Việt Nam chúng ta và đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí để các bạn có thể lựa chọn một mẫu xe côn tay Underborn ở phân khúc một cha lo phân khối trong lúc này. Rồi tiếp đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình là phiên bản màu đỏ đô, rất đẹp. Hiện tại cái màu sắc này cũng được trang bị trên dòng xe Jupiter phiên bản 115 và mẫu xe Sirius phiên bản 115 các bạn nha, cũng đã được trang bị màu sắc đỏ đô này rồi. Quá đẹp và quá ấn tượng luôn, cho những bạn nào quan tâm có thể tham khảo. Phiên bản này cũng là phiên bản cao cấp, cũng hơi đáng tiếc một chút là không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, nhưng được trang bị đầy đủ ngàm phanh hai bít tông, cổng sạc chìa khóa thông minh Smart Key. Mức giá bán cũng tương tự như phiên bản màu nâu đen là 51 triệu đồng. Cân nặng cũng tương tự, khối động cơ tương tự và ăn xăng ở mức là 1,91 lít trên 100 km cũng là tương tự luôn các bạn nha. Phần mão đầu đèn được sơn màu đen này, còn tổng thể thiết kế của xe là màu đỏ nâu hoàn toàn luôn, để các bạn có thể có cho mình những cái màu sắc đẹp ấn tượng thông qua video ngày hôm nay. Đó là ba màu sắc mình muốn kể tới các bạn thông qua video này với mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 1.5 trong thời điểm hiện tại. Hiện nay thì có phiên bản phanh ABS với 4 tùy chọn về phần màu sắc nữa, như màu sắc đen nhám, màu sắc trắng, màu sắc dạng xanh nhám các bạn nha, dạng xanh tím nhám ấy, rất đẹp luôn và cuốn hút. Và thêm một phiên bản màu xanh dương cũng có ABS thì giá bán của nó vào khoảng tầm 54 triệu. Trong đó cao nhất là phiên bản màu xanh GP và phiên bản Monster Energy thì giá bán hiện hành của nó là 55 triệu các bạn nha. Đó là toàn bộ mức giá bán của dòng xe Yamaha Exciter phiên bản 1.5 của năm 2024 có cả ABS và không ABS. Và ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh ba màu sắc và các bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình rất là nhiều luôn. Gồm đen bóng, đen nâu và đỏ đô, đều là những màu sắc bóng luôn các bạn nha, để các bạn có thể tham khảo. Rồi, các video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.